Không quá nổi bật như Rivera, Krypton sở hữu vẻ ngoài trang nhã và cổ điển nhưng vẫn được trang bị cỗ máy Balmatic tối tân của thương hiệu Thụy Sĩ nhằm hướng đến nhóm khách hàng tinh tế và kín đáo. Đây cũng sẽ là cỗ máy tâm điểm trong chuyên mục đồng hồ của tuần ngày hôm nay. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Balmain Mercier M0A10592 sở hữu vẻ ngoài mang đến hình ảnh về một quý ông đích thực của thời đại. Vẫn trung thành với lối thiết kế tối giản và hiệu quả, M0A10592 sử dụng màu xanh lá cây độc đáo cùng với họa tiết trải tia đẹp mắt cho mặt số, tạo điểm nhấn rất thu hút người nhìn. Các cọc số dạng vạch kẻ và bộ kim alpha vót nhọn được mạ rhodium cao cấp. Trái tim của đồng hồ là bộ máy độc quyền Balmatic được ký hiệu tại góc 6 giờ của mặt số, được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn chronometer của CLSC cùng khả năng tích cót đặc biệt lên tới 120 tiếng. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể quan sát trọn vẹn những chi tiết phức tạp của cỗ máy chuyển động thông qua mặt đáy được bảo vệ bởi lớp kính sapphire trong suốt. Và đó là những tin tức nóng hổi nhất về ngành đồng hồ thế giới tháng qua. Mọi người hãy tiếp tục theo dõi kênh YouTube Đồng hồ Kale, bấm vào nút chuông, like và share video để ủng hộ chúng mình nhé. Hẹn gặp lại trong những video lần sau.